Chào mừng các bạn đã đến với kênh Delia Nướng Răng. Mình là Lê, còn đây là Delia. Hãy cùng đến với thử thách nướng răng ăn cả thế giới nhé. Delia. Trước mặt mình ở đây đang là những món ăn đại diện cho 5 quốc gia. Đấy là Hàn, Nhật, Pháp, Đức và Canada. Đặc biệt là 5 quốc gia này đang thi đấu tại vòng chung kết World Cup ở Qatar. Đồ ăn thế giới nhưng mà trông cũng Việt Nam phết nhỉ. Để cả có mẹt cái này. Let's go. Ok, Hàn Quốc trước nhá. Anh nhau xeo. Nhìn đi, hấp dẫn chưa? Để đoán trước nhá. Delia. Không quên bạn. Delia. Cái gì? Gà rán không ạ? Tương đối giòn, độ cứng 2/10. Nói chung là ngon cho nên là đê mê nhá. Món tiếp theo nhá. Tteokbokki. Xe. Thôi phải. Mời anh em nhá. Ồ, Delia. Để mặt tôi nhá. Delia. Không dai lắm không ạ? Vị thì nó giống như kiểu cảm xúc của fan Uruguay khi xem trận Uruguay với Hàn Quốc vậy. Nó hơi cay, độ cứng 2/10 nhưng mà dính răng. Nên là nếu mà vệ sinh cẩn thận thì vẫn là đê mê nhá. Tiếp nhá. Chúng ta có ở đây mì tương đen. Hấp dẫn thế nhỉ? Mời anh em nhá. Delia. Ơ, cái này ngon. Xin thêm miếng nữa. Anh nhá, xem bạn tôi ăn thế nào nhá. Delia. Mì tương đen, độ cứng chắc là 0 hoặc là 1/10 gì đấy. Lạ từ hình thức đến hương vị không ạ? Mềm, dễ ăn, đê mê. Đối với cá nhân mình thì mấy oppa Hàn Quốc này khá là phù hợp với túi tiền. Và cũng khá là mềm, cho nên là phù hợp với những bạn nướng răng. Nhưng mà nhớ là cắt nhỏ thức ăn và vệ sinh kỹ sau khi ăn nha. Nếu mà làm được như vậy thì đê mê nhá. Thế nhá. Nhật Bản các ông ạ? Một đất nước mà tôi đánh giá khá cao công nghệ làm phim. Cơm lươn trước nhá, lươn lại còn mần mỏng này nhỉ? Lươn với chúng tôi à? Delia. Mềm, vị bình thường. Để xem bạn tôi nghĩ nhau nè. Delia. Độ cứng chỉ khoảng 1-2/10 thôi nhưng mà thua ở cơm rang Việt Nam. DC. Mì ramen các ông ạ? Cái này trông quen quen nhỉ? Nó làm tôi nhớ đến... Chiến thôi. Của anh em nhá, Delia. Tôi vẫn chưa thấy vị nó có gì đặc biệt lắm. Có vẻ như người Nhật ăn khá là nhạt không ạ? Tương đối healthy. Ok, xem bạn tôi ăn như nào nhá. Cá to vào đây, Delia. Mì ramen ở độ cứng cũng là 1-2/10 thôi. Tôi không thích lắm, bình thường, không mê không chê. Tiếp theo, bánh xèo Nhật. Cũng là bánh xèo nhưng mà nhìn nó hơi lạ. Để tôi thử xem như nào nhá. Delia. Nhìn thì hơi lạ nhưng mà ăn nó cũng lạ. Nhưng mà khá là mềm. Ok, lượt bạn tôi nhá. Vì bạn vệ sinh kém thế. Delia. Đối với món này độ cứng chắc khoảng 1-2/10. Không ngon bằng bánh xèo Việt Nam lắm. Khá là phù hợp với những bạn nướng răng cho nên là đê mê. Đối với các bạn Nhật, đồ ăn khá là mềm, phù hợp với người nướng răng. Còn lại về khẩu vị tùy người, có thể là vẫn đê mê. Sao? Và đến đồ ăn Pháp không ạ? Cái này mình phải lịch sự. Gồm chú, bánh đầu tiên chúng ta có macaron. Delia. Ngon đấy. Hợp lý. Đến lượt bạn tôi nhá. Mấy bạn nhá. Delia. Bánh macaron. Độ cứng ở đây thì chắc là khoảng 2/10. Khá là nhiều màu sắc đấy. Theo tôi được biết thì bánh này khó làm nhất thế giới. Vì làm từ bột hạnh nhân và vỏ bánh khá là dễ vỡ. Và ăn nó cũng ngon đấy. Đê mê. Bánh xương bò, nó son. Thường cũng hấp dẫn phết nhỉ. Delia. Bạn tôi nhá. Delia. Độ cứng chắc khoảng 1-2/10. Rất là thơm nhá. Vị cũng tương đối ổn. Tôi đê mê. Món tiếp nhá. Ngăn ngỗng. Phết là bánh mì. Nào. Ok, mời anh em nhá. Delia. Cảm giác nó hơi giống pate cổ đèn không ạ? Đến lượt bạn tôi nhá. Delia. Gan ngỗng, độ cứng 0/10. Thì rằng tôi không thích vị này lắm cho nên là xin phép đê chê. Đối với đồ ăn của Pháp ngày hôm nay thì cả ba đều tương đối là mềm, dễ ăn đối với những bạn nướng răng. Đê mê nhá. Kể ra mà có thêm cái xúc xích Đức nữa thì... Ông nào mà nhắc gì đến Đức ấy nhỉ? Nào, nhường đường cho cô Sa Trang khỏe nhất thế giới cho nào. Bánh khoai trước nhá. Trông cũng giống bánh khoai đầu ngõ nhà tôi phết, chẳng như mứt táo. Delia. Đến lần bạn tôi nhá. Chơi đi bạn. Delia. Ui. Bánh khoai tương đối giòn, độ cứng chắc khoảng 3/10. Vị cũng ok, tôi đê mê.
tiếp theo nhá. Tôi cũng hơi bối rối về cái tên của món ăn này. Cái này tên là gì anh chị nhỉ? Ok, ok. Snitzer gà nướng. Mấy anh em nhá. Delia. Không có vị gì cả, hơi thiếu tương ớt ạ. Xem bạn tôi ăn thế nào nhá. Delia. Độ cứng chắc thì khoảng 0 đến khoảng 1 trên 10 gì đấy. Khá là phù hợp với những bạn nhường răng. Tôi thì tôi thấy nó hơi thiếu, thế cho nên là trung lập. Không mê không chê. Tiếp nhá, ức gà cuộn phô mai. Uầy, quả ức gà to này thì chắc là con gà nó cũng phải vĩ đại đấy. Delia. Đúng không? Đúng không? Ừ, hợp lý. Let's go. Delia. Đối với ức gà, tôi thấy nó cũng khá là mềm. Chắc là khoảng 2 trên 10 về độ cứng thôi. Vị cũng khá là ngon, tôi đề mê. Chung quy lại thì đồ ăn của Đức tôi thấy nó cũng khá là mềm, phù hợp với những bạn nhường răng. Nó làm tôi cũng hơi bất ngờ một tí như trận của Đức với Nhật vậy. Và sau đây thì chắc là phải bê cái mẹt này đi tìm một cốc trà lúa mạch để chia buồn với người anh em Canada của tôi các ông ạ. Ông về rồi. Ôi thế bạn ơi, tôi làm sao mà đã về được. Món đầu tiên nhá, cái này trông giống khoai tây chiên phết nhỉ. Delia. Vị cũng giống khoai tây chiên luôn. Bảo tôi nhá, làm tí tương ớt các bạn. Delia. Khoai tây chiên độ cứng thì chắc là khoảng 1 trên 10, mềm dễ ăn, hơi nhiều dầu nên là không heo thì lắm, nhưng mà tôi vẫn đê mê. Món tiếp nhá, thịt sông khói đấy sạch. Delia mặn đấy. Tầm này mà có thêm bánh mì với quả trứng nữa thì tuyệt vời. Bạn làm miếng không ạ? Delia. Đối với thịt sông khói thì độ cứng chắc khoảng 1 trên 10 và cũng không dai lắm, thế nên là các bạn nhường ăn vô tư, tôi vẫn đê mê. Cái này gọi là bánh đặt bơ à? Delia. Cũng ngon đấy. Ngậy phết. Thử đi bạn. Delia. Bánh đặt bơ, độ cứng thì chắc là 1 trên 10. Ngậy, béo, giòn, đê mê. Đối với Canada, đồ ăn khá là mềm, tương đối phù hợp với những anh em miền Nam, tôi đê mê. Còn tình hình là bây giờ chắc là tôi phải ra sân bay luôn đấy. Không là không kịp về nước mất anh em ạ. À quên, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất nhá. Delia.